Nè. Bắt được thêm hai con nữa cho anh em xem, tí mình sẽ làm thịt chúng nó đó, thấy chưa? Đây đấy, còn đèn đèn thì rất là ghê, để mình lấy cái que mình trêu nó nhé. Cái que ở đâu nhỉ? Đây, vặn một cành nhãn này, chiêu nó một tí rồi tí nó sẽ làm thịt nữa. Đây đấy, thấy không, con này bắt ăn trước mấy ngày nó rất là ghê đấy. Còn mấy con này mới bắt được, mới lột xong rồi, nó rất là hiền. À, hiền thì hiền thôi nhưng cũng phải cẩn thận. Đây, con cá này khá là to rồi. Đấy, thấy chưa, hai con này thì hiền như đất này, này. To mà hiền này, không khùng người ra tí nào, rất là ngoan hiền đó. Con này cũng đã nhả con cắp rồi này, nhả một con cắp này, hai con cắp này, con này cắn chết con chuột này rồi. Con này tí mình sẽ giải quyết hết ba con này một lúc. Này chắc được tầm 6-7 lại. Này gần một tí. Này chắc chỉ được nửa cân. Này mới ăn no xong hiền. Con rắn này hiền. Con này giữ được. Khè mạnh vào đó xem nào. Mày khè đó xem nào. Đúng không? Khe đó thịt mày trước rồi. À, nó ăn cắp này. Này anh ấy con này bắt còn một tuần rồi. Hung dữ vậy. À, kích thước cái lồng bẫy của mình này. 12 vuông. Cái này thì 10-12. Con này thì hãng còn rất là mềm. Vì hôm nó vào bẫy là nó mới lột xong. Khi mà đã vào bẫy rồi là chỉ có xác định là không ra được và nằm im thôi. Lồng hai con này chắc là vợ chồng, con này bé chắc là con đực, con này to thì là con cái này. Hai con cùng mới lột xong. Còn con này thì đa phần là rắn nó vào bẫy là toàn lúc là nó lột xong ra nó hơi cứng cứng là nó sẽ lần bẫy, nó ăn lần mồi đấy. Con này rất là ghê vì nó vào tòa được một tuần rồi, mình chưa có thời gian làm thịt, nhưng mà phải nói con này giờ rất là độc vì nó hàng tuần là cứ đứng cách cách xa xa nó ra nó phun được nọc, rất là kinh, rất là hung dữ. Con này hiền như đất, mới lột xong rắn rất hiền, nhưng mà chắc độc thì cũng không phải bản. Đầu con này này, đó, ghê chưa? Quay sát nhé. Đây là cái đít chai này. Tóm lại là con này phải cần một cân. Con này bạn thấy chưa? Thấy chưa? Rắn mồi này rất là béo, chuột này, cóc này. Mình còn mấy cái bẫy nữa, nhưng mà vừa đi xem không được, rét rồi nó không vào. Này nó hiền thế nhỉ. Gãy gục nó mà nó không bảo gì. Đó, các bạn thấy chưa? Con này là con to. Vì nó hiền nên nó không cảnh lên như con kia. Con kia thì rất dữ. Con này thì lại đặc biệt hiền. Hai con này hiền khô nhỉ? Lạ kỳ. Mình sẽ thịt con này trước.
con nào ghê mình thì trước. Hôm nay sẽ hầm thuốc bắc con chuột đây. Nhìn con chuột chưa? Bọn này nó thích ăn cắp, nó không thích ăn chuột mấy. Bọn này là bọn rắn hổ mang. Con này là hổ mang hoa này, người nó có vằn này. Con này cũng thế, hình như khu nhà mình toàn hổ mang hoa sao, không có hổ mang đất. Hổ mang đất thì nó sẽ to hơn nhưng mà nó ngắn hơn. Khe tao đấy, các bạn thấy chưa, nó rất là dữ đấy. Nó sẽ không đập nếu bạn cố tình tấn công nó. Nhà này mới nột này, da nó rất mềm, màu nó khác hẳn con kia, cùng một loại nhưng mà mới nột này, da nó rất mềm, nó rất hiền, đù đờ. Con này thì nột, nột là chắc là sớm hơn con kia, nhưng mà nó tóm lại rất hiền. Bạn thấy chưa, chắc nó ra nó không bảo gì này, cũng khá là to, không bé đâu, rất dài. Nhưng mà không bằng con này, con này thì thật sự là to, cái đầu nó là biết rồi, không phành tí nào luôn. Khẩu mang bọn này sẽ được lên đường tối hôm nay. Mình dừng hình ở đây nhé.